Cho Duy Anh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ, một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong 24 giờ, diễn biến mới của nó nhiều tình tiết đang sôi động mà các bạn đã biết. Nói đến lực lượng quân đội Ukraine đã thọc sâu ở bên trong lãnh thổ đất nước của Nga bằng máy bay không người lái, bằng hỏa tiễn ATACMS và nhiều loại vũ khí khác hiện nay, làm cho Nga phải nói điên đảo trước tình cảnh mà bị những chiếc máy bay không người lái của Ukraine đang quay quần và nghiền nát hệ thống radar phòng không của Nga trong những ngày qua và cho đến hôm nay. Hiện tại ở tại đảo Khima, nói về phòng không của Nga cũng như hệ thống radar trong ngày hôm qua, lực lượng quân đội Ukraine đã tập kích sâu vào ở bên trong của Khima và Sydney-Tobol cũng như luôn cả những khu vực khác, đặc biệt nhất đó là nơi tập trung để đặt những loại radar tối tân, và cũng có thể hệ thống radar vệ tinh này sử dụng luôn cả vũ khí hạt nhân, bị Ukraine quần nghiền nát tất cả các hệ thống radar tối tân của Nga ở Khima và bên gục cũng như nhiều khu vực khác mà hiện Nga đang điên đảo ngày hôm nay. Tính trong 2 tháng vừa qua, từ tháng 5 và cho đến tháng 7, kính cơ bản, thì lực lượng quân đội Ukraine đã bắn hạ như vậy là trên dưới tính về hệ thống phòng không ở tầm ngắn là 7 xe, mỗi một chiếc xe trị giá 37-40 triệu đô la, và còn lại về tổ hợp phòng không F-300, F-400, F-500, Ukraine đã phá hủy hàng loạt chưa từng nói ở tại đảo Crimea, bên gục quốc và nhiều tỉnh thành khác. Thì hôm nay tình hình chiến sự đang giằng co quyết tử, đặc biệt nhất đó là ở khu vực Adrianka cũng như vùng miền bắc của Ukraine, Kharkov. Hiện tại thì nói đến tiền tuyến ở miền bắc Adrianka thuộc Chachoya cũng như tất cả các khu vực khác nơi đây, giữa lực lượng quân đội Ukraine và quân đội của Nga đang giành giật với nhau từng tấc đất, và cũng có thể nói là trận chiến quyết tử trong những ngày qua mà Nga cho rằng là Nga đang đạt được thành công mục tiêu thuộc miền bắc của Adrianka. Còn lại miền bắc của Kharkov thì lực lượng quân đội Ukraine đã phá vỡ nhiều mục tiêu của Nga và hiện đang kiểm soát rộng lớn, đặc biệt nhất là Volchan. Có thể nói theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Siki, ông cho biết tình hình ở tại quận Volchan thuộc tỉnh Donetsk hiện nay lực lượng quân đội Ukraine đang tiến dần đến ở cửa ngõ biên giới giữa Nga và Ukraine thuộc tỉnh Bengal, chỉ còn cách khoảng 2 cây số. Ukraine đạt được thành công ở Kharkov, từ Sumy, Liman và những khu vực khác, thì Nga lại đang là tấn công ồ ạt vào ở miền đông thuộc tỉnh Donetsk, đó là Chachoya, nơi tiền tuyến đang quyết tử hiện nay mà lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết. Nếu chúng tôi đạt được nhiều thành công và chặn đứng các cuộc tấn công của Nga ở miền đông Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ. Và quân đội Ukraine hàng ngày tiêu diệt quân Nga, nói con số là trước bình quân mỗi ngày, kính đâu bình quân mỗi ngày 300 quân từ máy bay không người lái và lẫn cả những cuộc đụng độ khốc liệt trong ngày hôm qua ở tại Chachoya, Nga tấn công lên tới là 140 lượt từ bom. Tính riêng về bom, trong ngày hôm qua Nga đã thả hơn 200 trái đủ loại, từ 500 kg và 1.000 kg, 1.500 kg cho đến 3.000 kg. Như vậy là Nga quân kích ở nơi đây một chiến trường đang khốc liệt và cuộc đẫm máu có thể diễn ra, theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Siki, ông cho biết là quyết tử chưa từng có. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự hiện đang diễn ra ở tại miền đông trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine nói về phá hủy hàng loạt xe tăng, xe bọc thép của Nga ở trên chiến trường này. Nhìn qua tình hình mà cũng như luôn cả những hình ảnh trên đoạn video mà lực lượng quân đội Ukraine sử dụng bằng máy bay không người lái tập kích vào những chiếc xe bọc thép, xe chở quân và lẫn cả T-72 của Nga. Kính thưa bạn, thì nói chuyện mà quân của Nga có nhiều đoạn video
nhìn thấy mắc cười. Như vậy, xe tăng đang chạy, xe bọc thép đang chạy, nhưng tài xế và pháo thủ ở trên xe lại nhảy bỏ xe chạy ra ngoài. Và những đoạn video mà Ukraine đã quay trưng bày lên, tại sao quân của Nga không ở trên xe bọc thép, không ở trên xe tăng, mà bỏ xe tăng đã chạy, kính thưa bạn. Rồi sau khi đó, những chiếc máy bay không người lái đã đuổi thẳng vào đây, và cũng có những chiếc được sống sót vì số máy bay không người lái chặn những tuyến đường để hỗ trợ cho quân Nga, cũng như yểm trợ về bộ binh, thì con số ít ỏi 5-7 chiếc và những chiếc khác chưa lên tới. Thì lúc đó với những người lính của Nga bắt đầu rượt theo xe, ây cha, cảnh tượng rất vui. Sau khi rượt gần tới chiếc xe thì bắt đầu xe bị bìn và họ cũng chết theo những gì mà qua hình ảnh của đoạn video đã công chiếu của lực lượng quân đội Ukraine đã trưng bày. Kính thưa bạn, tình hình hiện nay các bạn thấy nói về chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra ở cảnh tượng khốc liệt chưa từng có, mà chúng ta đang thấy đó là một cảnh tượng ở chiến trường đang trùng trùng nguy hiểm, mà lực lượng quân đội Ukraine phải gồng mình chịu đựng và những cuộc đáp trả tấn công đó để giành lại lãnh thổ đất nước Ukraine. Các bạn thấy là thời gian hơn 2 năm, chuẩn bị 3 năm tới nơi, và trước mắt đó mà lực lượng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tấn công, hầu như không có một chướng ngại nào, không có một sự sợ sệt nào, mà là còn nghĩa là tinh thần đầy đủ để chiến đấu bảo vệ lãnh thổ đất nước của mình, theo những gì từ những binh sĩ của Ukraine đã trả lời qua hãng thông tấn Reuters và cũng như luôn cả đài truyền hình của Ukraine. Thì hiện nay nói về tình hình chiến sự thuộc miền Nam của Ukraine thì cũng không thua kém trong những ngày qua và những cuộc đụng độ ác liệt chưa từng có. Theo lời của Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine đã cho biết, ở tại con sông ngạn Dnipro, phía Nga cho rằng chúng tôi đã rút khỏi một vị trí ở bên kia con sông ngạn Dnipro, nhưng thực chất phía Nga đã đưa ra những tin hoàn toàn không đúng sự thật. Hiện tại chúng tôi vẫn còn ở bên kia con sông ngạn Dnipro và chúng tôi vẫn tiếp tục đụng độ, đặc biệt nhất là giữa đầu cầu, hai đầu cầu nối liền hai bên con sông ngạn Dnipro, còn lại một cây cầu quyết tử này chúng tôi vẫn còn bám trụ. Nga bên kia, lực lượng quân đội Ukraine bên đây cứ tiếp tục đụng độ với nhau, còn lại nhịp cửa cầu đó là hoàn toàn tốt đẹp, nhưng hai bên móng cầu hầu như te tua với những đạn pháo và rocket của Nga tấn công vào đây. Thì nói đến cái cầu này, Diêu Anh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua về cuộc chiến quyết tử này, Nga cũng từ cái cầu này vượt sâu ở bên trong và chiếm được một khu định cư của người dân, sau khi đó bị lực lượng quân đội Ukraine đánh bật và tháo chạy vượt qua con sông ngạn Dnipro. Thì tình hình hiện tại ở Kherson trong ngày hôm qua, máy bay không người lái đã lũi thẳng vào hệ thống phòng không F-300 của Nga, đã nổ và phá hủy thêm một kho đạn là đạn phòng không F-300. Đó là theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết. Còn tình hình hiện nay về vấn đề ở tại đảo Crimea, theo tư lệnh hải quân của Ukraine đã cho biết là hiện tại chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn đảo Crimea ở trên không phận vùng biển, và Nga không còn có cửa bất cứ một tàu tuần duyên hay là tàu tuần tra hạm đội của Nga lai vãng có mặt ở tại đảo Crimea. Hầu như họ cuốn gói chạy sạch tất cả các tàu chiến. Trong những ngày qua, lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục đi săn lùng từ máy bay không người lái và lẫn cả xuồng cảm tử chạy khắp nơi đảo Crimea, hầu như không có bị một cản trở nào, luôn cả trực thăng cũng không thấy bóng dáng. Vì vậy, tình hình ở đảo Crimea hiện nay là Nga xem như án binh bất động, và cũng có thể là Nga bị tê liệt về hệ thống phòng không lẫn cả radar. Vì vậy, với lực lượng quân đội của Ukraine sử dụng bằng xuồng cảm tử và máy bay không người lái đang quay quần nghiền nát ở đảo Crimea này. Đó là những tin tức từ lời của tham mưu trưởng Ukraine ông Zyky cũng như tư lệnh hải quân đã cho biết. Còn lại vấn đề lực lượng quân đội Ukraine từ Bộ Quốc phòng cũng đang tan gian, nói đến cái gói hỗ trợ đạn pháo đủ loại cho Ukraine ngày hôm nay, thì
Theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết, đạn diệt chuyển đến ở chiến trường thì hoàn toàn đạn đã hết đá. Trời, cái kiểu này là có bộ hơi bị mệt cho Ukraine, kính thưa bạn. Đa số phần nhiều là đạn của Nga thuộc 152 ly. Và tại sao đạn này là cỡ đạn cũ kỹ? Thì theo trước kia lời của Tổng thống Cộng hòa Tiếp Khắc, ông nói ông phải tài trại rôn trại đáo, ông tìm đủ nguồn lực đạn và đạn thuộc loại đạn tồn kho. Vì vậy là khi hợp đồng đã giao thì Ukraine đang than phiền vấn đề này, nhưng cũng có điều cứu vãn được tình thế. Cộng hòa Tiếp Khắc tức tấp gửi đầu nổ, tất cả ruột đầu nổ mới cho lực lượng quân đội Ukraine để áp dụng và đáp ứng được ở chiến trường, không bị thất bại. Theo những gì từ Ukraine đã thông báo cho biết, hiện nay thì các báo chí bình luận rất nhiều về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, đặc biệt nhất là với lời của Tổng thống Zelensky. Ông lên tiếng về vấn đề cuộc họp thượng đỉnh hòa bình sắp tới mà Ukraine, Anh Quốc đã tổ chức vào tháng 11 tới đây. Thì nhiều báo chí bình luận cho rằng Tổng thống Zelensky ông muốn chấm dứt chiến tranh để dẫn đợi một cuộc hòa bình sắp tới, và một cuộc hòa bình này có thể là Ukraine sẽ nhượng bộ Nga về nhiều hình thức vân vân. Thì nói đến vấn đề này, văn phòng tổng thống của Zelensky đã gửi một thông báo, cũng như ông tính tránh với tất cả các báo chí đã tung những tin tức sai sự thật với lời dẫn chứng của tổng thống Zelensky. Ông nói hiện nay là chúng tôi vẫn muốn hòa bình hợp pháp và hợp lý theo hiến pháp của Liên Hiệp Quốc, hiến chương của Liên Hiệp Quốc đã đề ra, cũng như bản đồ lịch sử của đất nước Ukraine vào năm 1991 mà đất đai của Ukraine đã có, cũng như dẫn lời và để tạo ra một cục diện hòa bình cho thế giới công nhận. Và chúng tôi minh bạch cụ thể, cũng như chúng tôi không giấu giếm về, cũng như không có lừa bịp về vấn đề hợp tác hòa bình với Nga cá nhân, mà là một tập thể thế giới hàng trăm quốc gia hội họp ra đây, cũng như vừa qua đã có trên dưới là khoảng 70-80 quốc gia đã ký kết bảo vệ Ukraine về hòa bình, đáp ứng nhu cầu của Ukraine, và cũng như điều lệ mà 10 điều ý tưởng của Ukraine đã nêu ra. Với 10 ý tưởng này, một là quân Nga phải rút khỏi lãnh thổ đất nước Ukraine từ 4 tỉnh lỵ và luôn cả đảo Crimea và ngồi giải cuộc đàm phán. Nhưng Nga không chấp hành điều đó. Thì Nga là tuyên bố khác, chẳng hạn như lời của Putin. Putin tuyên bố cho rằng giải pháp hòa bình ký kết để chấm dứt một cuộc chiến tranh hiện nay, đó là cái giải pháp bắt buộc Tổng thống Zelensky. Ông phải rút quân toàn bộ 4 tỉnh lỵ và không bao giờ tấn công vào đảo Crimea, cũng như Ukraine không bao giờ được gia nhập Liên minh NATO, và phương Tây gỡ cấm vận cho Nga, lúc đó thì sẽ ký kết hòa bình theo lời của Putin đề ra. Và mục tiêu của Putin tức là muốn lúc nào cũng vậy, muốn lấy trọn 4 tỉnh lỵ của Ukraine, và hiện nay còn đang mở rộng vùng đệm, đặc biệt nhất là Kharkov, là đó những gì từ lời của thư ký văn phòng tổng thống Zelensky Ukraine, ông đã lên tiếng. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình đất nước Nga. Nói đến việc đất nước Nga đang sôi động ngày hôm nay và đề cập đến vấn đề hòa bình, cũng như một lời đe dọa đến Ukraine, đặc biệt nhất là ông Jimmy Medvedev, giờ là phó chủ tịch an ninh quốc gia, cũng là cựu tổng thống, mà cũng là một trong nhân vật chuẩn bị đi gặp Diêm Vương, vì ông đã mang chứng bệnh ung thư thuộc tiền liệt, kính thưa bạn, ở giai đoạn cuối, nhưng cũng cố gắng lên tiếng và trả lời với hãng thông tấn Reuters vào ngày hôm qua. Thì Jimmy Medvedev nói gì về vấn đề đất nước Ukraine? Jimmy Medvedev gửi một lời cảnh cáo cho rằng là Ukraine vĩnh viễn không bao giờ được gia nhập Liên minh NATO, cũng như không thể tồn tại để gia nhập. Ây cha, cái câu này mới là hơi giật con mắt với lời đe dọa của Jimmy Medvedev.
nói đến về đất nước Ukraine cũng như luôn vừa qua với lời của Tổng thư ký NATO. Ông đã nêu ra vấn đề về Ukraine và Ukraine có thể gia nhập vào Liên minh NATO vào năm 2034. Thời điểm đó là thời điểm Ukraine sẽ đạt được thành công. Thì hôm nay Jimmy Medved lên gửi một thông điệp đe dọa đến Ukraine và nhận định cho rằng là cái giải pháp mà Ukraine muốn tồn tại đất nước của mình thì cái giải pháp đó Ukraine sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gia nhập Liên minh NATO. Còn nếu như Ukraine gia nhập vào Liên minh NATO thì tôi nghĩ rằng đất nước của Ukraine không có thời gian và cũng như không còn tồn tại để gia nhập vào Liên minh NATO vào năm 2034 tới đây, theo lời đe dọa của Putin. Nhưng mà không biết cái số phận của giả có sống tới đó không, kính thưa bạn, hay là ngày mai ngày mốt này hàng cha sẽ chết mất tiêu. Vì vậy, với lời đe dọa của đất nước Ukraine là vĩnh viễn, mãi mãi, không bao giờ được tồn tại nếu như gia nhập vào Liên minh NATO. Và cũng như là đất nước của Ukraine mãi mãi không bao giờ được toàn diện đất nước của mình. Đó là theo lời của Jimmy Medved đe dọa. Còn lại vấn đề của ông Lavrov, Bộ Ngoại giao của Nga, ông phát biểu ở tại cuộc họp Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Nói gì về vấn đề Hoa Kỳ, NATO và lẫn cả Ukraine ở cuộc chiến ngày hôm nay? Theo lời Jimmy Medved đe dọa đến tình hình cục diện đang căng thẳng hiện tại ở Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu, và cung cấp vũ khí cho Ukraine ngày hôm nay để tấn công vào sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga mà Hoa Kỳ và NATO đã cho phép. Lagos tố cáo Hoa Kỳ là Hoa Kỳ đang xem thường thế giới, đang xem thường mạng người với một cuộc chiến tranh này, một cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ cho rằng sẽ không ảnh hưởng gì đến đất nước Hoa Kỳ, mà ảnh hưởng giữa châu Âu, Nga và Ukraine. Chứ còn Hoa Kỳ ở xa quá, không có lo lắng gì với kiểu cách của giới chức ngoại giao an ninh của Hoa Kỳ đã lên tiếng vừa qua. Đó là cái kiểu giới ngoại giao an ninh của Hoa Kỳ thì chỉ nói ở trong cái những cái đoạn mà ở bên ngoài cuộc họp, kính thưa bạn. Vì vậy họ bắt bẻ vào đây theo lời của Lagos, và Lagos cảnh cáo cho rằng cuộc chiến này Hoa Kỳ sẽ thê thảm và họ sẽ không bao giờ được tồn tại ở trên thế giới ngày hôm nay theo những gì từ lời của ông Lagos đe dọa. Bây giờ thì phía Nga, sau khi Tổng thống Zelensky ông nêu ra vấn đề giải pháp hòa bình và được thế giới tổ chức ủng hộ cho Ukraine ngày hôm nay, thì nhiều báo chí bình luận là Tổng thống Zelensky ông hốt hoảng và ông phải xin để đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh. Vì thời gian vừa qua Tổng thống Zelensky ông không bao giờ lên tiếng điều đó, nhưng bây giờ Tổng thống Zelensky ông lên tiếng điều này chứng tỏ cho thấy là Nga, Ukraine đang hốt hoảng vì từ Hoa Kỳ và lẫn cả NATO hầu như đang ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Vì vậy Tổng thống Zelensky ông nghĩ rằng là đất nước Ukraine sẽ không được bảo vệ cũng như không được chắc chắn, bắt buộc phải đi đến việc đàm phán. Nhưng các bạn biết, nói đến tất cả các cuộc chiến tranh ở hai quốc gia hay là ba quốc gia, bốn quốc gia lộn xộn với nhau thì cũng phải đi đến một cuộc đàm phán, dù kéo dài bao lâu vẫn là đàm phán. Nhưng nói đến việc đàm phán không phải là một ngày một bữa, nói một tiếng một là xong chuyện, là chấm dứt chiến tranh, không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Về vấn đề việc đàm phán, hiện nay thì Putin cũng đang hốt hoảng về vấn đề việc đàm phán. Bây giờ cả thế giới đang lên tiếng ủng hộ Ukraine để mở ra cuộc đàm phán vào tháng 11 tới đây và mời cả Nga đến tham dự. Thì từ Bộ Ngoại giao của Nga là Thứ trưởng Ngoại giao đã từ chối thẳng thừng và chúng tôi không bao giờ tham dự, vì tham dự nơi đây chúng tôi sẽ bể mặt và các quốc gia thuộc đồng minh của phương Tây họ hùa, họ nói chúng tôi là một quốc gia xâm lăng, thì xâm lăng nói mẹ cho rồi đi,
mình là xâm lăng, đâu có gì mắc cỡ đâu. Mình đã từng đi ăn cướp của người ta, thì bây giờ đến đây để người ta phàn nàn, người ta nhà là banh mổ ra và tìm nguyên nhân nào tại sao anh xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Và cái giải pháp hòa bình này anh phải trao trả đất lại cho Ukraine, vì đây là thuộc hiến chương Liên Hiệp Quốc thế giới. Anh là một cường quốc vũ khí hạt nhân cũng như là một thường trực của Liên Hiệp Quốc, nhưng anh lại đi xâm lăng, đi ăn cướp của người khác, xem cái bộ không được. Vì vậy là Thứ trưởng Ngoại giao của Nga bác bỏ và không bao giờ đàm phán với phương Tây theo kiểu cách của lời của Thứ trưởng Ngoại giao của Nga đã công bố. Thì cũng tại nơi đây là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga Lavrov không dám đề cập điều đó. Vì đề cập điều đó sẽ bị hàng trăm quốc gia ngồi cuộc họp ở tại Liên Hợp Quốc này tố cáo Nga vẫn là một kẻ xâm lăng và cũng từng bị bể mặt ở Liên Hợp Quốc. Vì vậy họ câm nín và không trả lời qua những gì từ phát biểu của Lagos mà các báo chí bình luận về tình hình chiến sự ở tại Ukraine cũng như dẫn đến một cuộc hòa bình ở tương lai sắp tới. Thì cuộc hòa bình này, kính thưa bạn, nói đến cuộc hòa bình này không phải một ngày một bữa, có thể kéo dài đến 5-3 năm. Giữa hiện tại thì Nga không chấp thuận về nghĩa là rút quân toàn bộ rời khỏi lãnh thổ đất nước Ukraine từ 4 tỉnh lỵ Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, tỉnh Kherson và luôn cả đảo Crimea. Vì vậy chiến thuật này Putin đã hốt hoảng và thất bại. Và tình hình hiện tại nói về đất nước Nga trong những ngày qua và cho đến hôm nay, nhiều cuộc biến loạn ở tại đất nước Nga, như các bạn đã biết mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, những cuộc biến loạn từ khủng bố và đốt phá đồn công an, đồn cảnh sát và luôn cả tấn công nhiều cơ sở của đất nước Nga. Bên trong đó ai đứng ra, ai là người tấn công? Theo tin tức từ Nga đã cho biết là những sử dụng tấn công đó là do Nga là đảng của ông Navalny và những người này đang đứng lên chống đối đất nước Nga. Như vậy là Putin thề ăn thua đủ là với vợ của ông Vani mà hiện bà đang ở nước ngoài và lệnh truy nã bắt bà dân dân. Nhiều tình tiết ở đất nước Nga đang diễn ra trong 24 giờ mà các báo chí cho rằng là Putin là một kẻ hèn đang muốn ăn thua đủ với đàn bà. Ấy cha chuyện mà Putin mà nói là ăn thua đủ này, Putin sẵn sàng ngon lành. Tại vì Putin là các bạn biết là giờ vợ thì cũng có nhiều nè, nhiều tiền nhiều bạc nè, vì vậy bồ thì cũng có nhiều. Mà nghe nói đến ở tại đất nước Nga, với Putin là người dân phải hốt hoảng và lo sợ và không biết chuyện gì đến với mình. Vì vậy nói việc mà Putin hiện đang trở thành một kẻ độc tài và giết hại người dân ở Nga là Ukraine lẫn cả người dân Nga, là kích độc tài này đáng sợ nhất cả thế giới ngày hôm nay. Các bạn thấy hàng ngày Nga tấn công tên lửa, rocket, bom vào lãnh thổ đất nước Ukraine thì ở đó là đúng mục tiêu và chính xác, bất kể dân thường hay đâu, vì dân Ukraine cần phải bị xóa sổ. Còn lại khi lực lượng quân đội Ukraine tập kích vào ở bên trong của đất nước Nga, tại sao mày phá nhà cửa của tao, mày làm cho dân của tao bị thương? Cái chuyện đó là cái lời lẽ của Putin, các bạn đã thấy là một lời lẽ điên cuồng, ăn ngược nói ngạo, ăn đằng sống nói đằng gió. Có lẽ má của Putin đẻ Putin ra để ngược. Vì vậy với những lời lẽ của Putin và cũng như luôn cả tập đoàn quân sự và lãnh đạo của đất nước Nga, họ đều là đẻ ngược. Theo các báo chí chia sẻ về tình hình đất nước Nga trong 24 giờ, kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại châu Âu. Hiện tại nói đến tin tức châu Âu ngày hôm nay thì từ chính phủ Pháp, kính thưa bạn, phải nói là hàng loạt ở cấp bộ trưởng từ chức, tại vì đảng dân tộc mới của bà Le Pen bà đã đạt được thành công và số phiếu đã cao, làm cho những người kia bắt buộc phải từ chức và để cho đảng của dân tộc của bà Le Pen lên cầm quyền ở quốc hội. Và nhiều tình tiết ngày hôm nay thì với lời của tổng thống Macron, ông gửi một thông điệp
cũng như một lời cảnh báo đến đất nước Pháp. Ông nói diễn biến mới và cũng như đất nước hiện nay có thể dẫn đến một cục diện tồi tệ và nó cũng có thể trở thành một cuộc biến loạn. Nếu như quý vị không nghĩ gì đất nước, không nghĩ gì dân tộc mà cứ khăng khăng một mực quyền lợi của đảng, nghĩ về đảng, không nghĩ về quốc gia thì dẫn đến một sự tồi tệ sắp tới. Đó là những gì từ lời của Tổng thống Macron Pháp, ông đã lên tiếng. Hiện nay thì các bạn biết vào ngày 26 tháng 7 tới đây thì hôm nay đã là ngày 18. Vì vậy ở cái ngày khai trương Olympic đến gần hơn và cũng như ở tại Paris và nhiều khu vực khác đang đặt ở trong tình trạng là an ninh kiểm soát chặt chẽ từ quân đội, cảnh sát và cho đến lực lượng bảo vệ ai ra con số phải nói là đến hàng 200-300 ngàn người, là một trong con số khổng lồ, chưa tính đến những quốc gia khác để hỗ trợ và đưa lực lượng an ninh đến bảo vệ ở Paris, nằm trong Hiệp hội châu Âu và nhiều tin tức khác đang căng thẳng ở châu Âu. Bên cạnh đó thì Nga bắt đầu đang đe dọa đến cuộc chiến cũng như đe dọa cả châu Âu mà những gì Nga đã từng lên tiếng ở thời gian vừa qua cho đến nay. Nhưng một trong tin tức sôi động nói đến là Hà Lan dẫn chuyển cho Ukraine 24 chiếc F-16 và giờ bảo vệ cũng như tất cả những hệ thống sẽ trong tháng 7 này, nhưng không nói là ngày nào. Thì nhiều báo chí bình luận cho rằng những chiếc máy bay F-16 này đồn trú ở tại Romania. Thì theo lời của Thủ tướng Romania, ông công bố, ông bác bỏ những thông tin đó. Ông cho rằng những thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật. Khi Hà Lan hỗ trợ F-16 cho Ukraine, thì họ sẽ mang về nước và họ bảo vệ lãnh thổ đất nước của Ukraine. Thì bên cạnh đó là Nga bắt đầu tung tin liền, chơi lớn, kính thưa bạn, chơi lớn. Nói hiện nay là phương Tây hỗ trợ F-16 cho Ukraine. Thì với tất cả các binh sĩ của Nga, người nào bắn hạ được chiếc máy bay F-16 sẽ được trọng thưởng lớn với khoản tiền như vậy là 1 triệu rúp và tương đương đến 17.000 đô la. Ây cha, sao mà tệ vậy, kính thưa bạn? 170.000 đô la, sao mà tệ vậy? Trong khi một chiếc F-16 của người ta đã lên tới là mấy chục triệu đô la mà ông trả chỉ có 170.000 đô la. Sao mà giá rẻ mạt vậy? Với tập đoàn công ty Forbes của Nga đã đăng tin và khích lệ quân nhân của Nga bắn hạ máy bay F-16. Có hay không? Vấn đề này không biết, nhưng nói đến chuyện chiến tranh cũng như về chiến thực và giữa hai bên đụng độ với nhau. Nga thì đã nhận một lô hàng mới về Mi-31 để chuẩn bị đối đầu với F-16 sắp tới. Và Mi-31 đã được nâng cấp từ ở Nga là M và CM. Theo phía Nga đã công bố nói lô hàng Mi-31 nhưng không nói là lô hàng đó bao nhiêu chiếc, kính thưa bạn. Đó là Nga thông báo. Nhưng trước tình cảnh này thì Nga cũng đang hốt hoảng. Nói đến khi Ukraine có F-16, dù rằng F-16 của Ukraine là con số ít ỏi vào buổi ban đầu 24 chiếc, cũng như tương lai sắp tới theo nguồn lực từ Liên minh châu Âu và NATO đã hỗ trợ cho Ukraine tổng số theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky là con số là 160 chiếc, kính thưa bạn, 160 chiếc khổng lồ. Thì trong đó có Pháp hỗ trợ cho Ukraine Miracle-Mine. Theo tin tức từ Hà Lan cho biết hiện tại Hà Lan đang mua thêm một số máy bay Rafale đã hết hạn và vừa nâng cấp sửa chữa lại và có thể hỗ trợ cho Ukraine về Rafale thế hệ 4 hiện tại. Thì nói đến cái chiếc máy bay Rafale giờ nó là phân nửa của thế hệ 4, phân nửa của thế hệ 5. Rafale đa năng, đạt được nhiều thành công. Vì vậy là khi Ukraine có được Rafale cũng có thể là một cục diện thay đổi ở chiến trường, như Tổng thống Zelensky
thì ông đưa ra, ông nói giờ nhẹ nhàng, cũng như ông nói hiện tại về vấn đề Ukraine có máy bay F-16 hiện nay mà cảm ơn từ các quốc gia như Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy hỗ trợ cho Ukraine về F-16 này chỉ cân bằng với lực lượng quân đội giữa Nga và Ukraine, vì số máy bay cũ của Ukraine các bạn biết nó một trong vòng 129 mà phía Nga cho rằng đã vượt trội hơn tất cả các máy bay khác của Hoa Kỳ lẫn cả F-16, nhưng cuối cùng nó là đại bại mà nó còn tệ hơn nữa. Vì vậy là theo tin tức từ Hà Lan sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine vài chiếc Rafale sắp tới. Đó là chi tiết về tình hình ở châu Âu trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông. Cục diện Trung Đông đang ở trong cái gay gắt. Nhiều vấn đề về cuộc chiến giữa Hamas cũng như Houthi và Hezbollah. Vào ngày hôm qua, lực lượng Houthi đã đăng một đoạn video và tàu chở dầu của các quốc gia khác ở nước ngoài đã lọt vào ở phạm vi của vùng biển đỏ, thì bị máy bay không người lái tấn công và trái tàu có thể là bị chìm. Nhưng hiện tại thì nói cục hàng hải vận chuyển đường hàng hải biển đỏ cũng không lên tiếng, luôn cả Anh Quốc cũng chẳng ai trả lời. Thì đoạn video này đúng hay không, có hay không, hoàn toàn chúng ta không biết. Nhưng chiếc tàu đang bị cháy qua vụ nổ của máy bay không người lái, đó là từ Houthi đã đăng tin. Còn lại cuộc chiến dọc biên giới giữa lực lượng của Hezbollah và lực lượng Do Thái thì càng lúc càng đang căng thẳng, hầu như ngày nào cũng có những cuộc đụng độ và sôi động hiện đang diễn ra ở vùng biên giới giữa Liban và Do Thái. Cuộc họp ở tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua thì Liên Hiệp Quốc đang nghe là tố cáo lực lượng Do Thái đã tập kích tấn công vào cơ sở của Liên Hiệp Quốc ở miền Bắc của Gaza và lẫn cả bệnh viện dân dân, nhiều tình tiết trong đó và lẫn cả bệnh viện ở miền Nam Rafah Gaza. Trong ngày hôm qua thì những sự vụ này đã xảy ra mấy tuần qua, cũng như kể cả luôn từ đầu cuộc chiến. Vì vậy là Liên Hiệp Quốc đang tố cáo là âm mưu của Do Thái là một âm mưu đang phá hoại kế hoạch về xây dựng hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Thì hai bên đang tranh cãi với nhau khốc liệt và vẫn chưa có phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Và kỹ vẫn còn đang ở trong cái trình hợp họp tiếp tục để cự cãi với nhau quyết liệt, kính thưa bạn, trước tình cảnh này về cuộc chiến giữa người dân của Palestine, Hamas và Do Thái. Một trong tin tức sôi động hiện nay với báo chí đang bình luận xôn xao về vấn đề là cựu tổng thống Donald Trump, ông đã bị ám sát vừa qua và chủ mưu đứng phía sau là ai, kính thưa bạn. Bây giờ thì theo Cục An ninh Tình báo của Hoa Kỳ đã cho biết, nếu chúng tôi đã có bằng chứng dấu hiệu và cũng như xem xét sự báo cáo vừa qua và tổng kết lại, thì bây giờ thật sự đứng chủ mưu của nó phía sau là Iran đã tổ chức ám sát cựu tổng thống Donald Trump. Và cũng như đây là một sự trả thù cho tướng lãnh Iran đã bị cựu tổng thống Donald Trump vào thời điểm ông đang tại chức, và một cuộc tấn công vào ở Iraq thời gian vừa qua, tướng Soleimani, ông đã chết. Vì đây là một cuộc trả thù cũng như cựu tổng thống Donald Trump. Và hiện tại Iran đã ra lệnh truy nã bắt cựu tổng thống Donald Trump và cũng như luôn cả Bộ Ngoại giao ông Mike Pompeo và nhiều chi tiết khác vấn đề ở đất nước Hoa Kỳ giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì Iran hôm nay lên trối lo lẻo, là nó không ạ, cái chuyện đó không có tôi trong đó, cái chuyện đó là chúng tôi không dính líu, chúng tôi không có một chủ mưu, cũng không có một vấn đề gì vì việc đất nước Hoa Kỳ đứng phía sau về vụ ám sát cựu tổng thống Donald Trump. Hiện tại như các bạn đã thấy, nói đến tình hình hiện nay về ở tại Hoa Kỳ sau khi cái sự vụ và ám sát cựu tổng thống Donald Trump, thì cả thế giới đang chấn động và nhiều quốc gia đang tập trung và nghĩ đến việc là củng cố một đội quân để bảo vệ cấp quan chức nhà nước, từ tổng thống, thủ tướng hay là những vấn đề khác ở khắp thế giới hôm nay. Và sau vấn đề này
Thì khi mà xảy ra sự vụ cũng như lời của Tổng thống Biden đương nhiệm, ông lên tiếng và ông kêu gọi an ninh hãy bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump. Những cuộc kiển động bầu cử về an ninh cho cựu Tổng thống Donald Trump và trước tình cảnh này cũng bảo vệ ông luôn. Ai cha, kính thưa bạn, nhiều chuyện ở tại Hoa Kỳ cũng rất vui mà các báo chí đang xôn xao, không như ngày nào cũng vậy. Ở cái tựa đề ở trên báo chí chạy hàng tựa dài,